Yo, Zach, BenZer Video, it's crazy matchup. Hello, hello. Yeah, Zach, that's right. And BenZer Video is the best player from Indonesia. So right now, I think Zach will play Iqbal Rockets. Yo, hey, what's up? Yes, that's right. He play very good. Oh, mirror matchups. Okay, mirror matchup. Zach on the left, bottom on the left. Corner. Okay, right now mirror matchup. Zach play very good with Iqbal Rocket and Hot Cycle. He's the best Hot Cycle right now. Wow! Zach, yeah, that's another way. Sorry, guys. Yeah, that better. Yo, mirror matchup. And right now, hey. I think that's so. Rocket soon. Rocket, yeah, that's right. And nine rockets and lock cycle. I think that better. This way that better. Hello, xin chào. Chào bác. Ôi. Nếu như thế này thì Zach sẽ bị lỗi rồi. Zach không phải là một người xin chào. Zach không phải là một người đánh tốt về Iqbal, nhưng mà anh ấy đánh được tập khá là tốt. Dù là một người không tốt đánh về Iqbal nhưng mà vẫn đánh cũng phải nói là cũng dạng khá rồi, chứ không phải là dạng tốt. Và ở trong một cái deck mà mirror như thế này, một cái trận đấu mirror thế này thì chỉ cần một trận với Iqbal thôi, vì không có một cái thẻ rào reset cả, vì vậy là một trận với Iqbal thôi cũng đã có sự khác biệt rất là lớn ở trong cái bài này rồi. Chờ xem đi, sẽ có một con mega thả ngay từ đầu thôi, chắc chắn là như vậy. Không ai họ có thả Iqbal, họ rất khó khi mà đánh ngược chiều. Vì vậy là khi mà thả một cái Iqbal mà nó không có support như vậy thì rất là phí. Và mình nghĩ là trong cái bài này thì sẽ dồn quân và tránh thả con IC hay là thả con Mega nó cùng một, nó gần trụ, tại vì rất dễ bị rocket. Vì vậy là đừng để Iqbal bắn vào trụ. Một khi mà Iqbal đã gắn vào trụ rồi thì xong phim rồi. Liệu rằng là hiện tại thì BenZer đang có lợi thế một chút. Iqbal vẫn chưa ngắm được vào trụ. Và nếu mà cái như thế này thì BenZer Video sẽ có một cái sẽ thắng được trận này thôi, tại vì ở một phút bất ngờ nào đấy thì sẽ kéo tornado rồi, thôi xong rồi. Đó là một cái pha classic rất là cơ bản thôi. Thực ra để mà nói thì rất là có một sự hồi hộp nhất định, vẫn có một sự hồi hộp nhất định. Ok, không sao, mới chỉ là một trận đầu thôi. Và đó là một trận đấu rất là hay, mình mong chờ trận đấu này rất là lâu rồi, mình nghĩ là đúng. Ok, let's go. Hola, please like, share video, thank you. First game. Hot Cycle right now, I think so. Hot Cycle, please. I need Zach play Hot Cycle very, very good. And he, no way. Hot Cycle! That's... And BenZer, he use balloon, let's go. Tali anh chơi, Tali sao? Hot Cycle right now.
But he has nervous. Thêm nào Hot cycle. Let's go. Mandoriel, hey, you balloon. No. Yes. I think balloon. No, Hawk. Oh, Lux sẽ có lợi thế trong cái bài này rồi. Rất có lợi thế trong cái bài này. Thực ra đây là một bài counter Hawk, nhưng mà Hawk sẽ có lợi thế hơn 7%. Mình nghĩ 65% thôi. Nhưng mà đấy là quá nhiều rồi. Một pha combo 4 Ely cộng 3 Ely của Hawk và cùng với lại khí động đất kia thì mình nghĩ là không hợp. Không có nhiều lợi thế cho BenZer trong cái matchup này. Tiếp tục anh sẽ dùng không, mình nghĩ là không dùng. Nếu mà cứ dùng như thế này sẽ bị mất lợi thế về Ely. Và khi mà mất lợi thế về Ely thì Zack sẽ đẩy Hawk rất nhanh. Rồi, đánh bên trái rồi. Một hit của Mustang, có một hit của Mustang. BenZer đang BenZer. BenZer chỉ có một cái động đất thôi thì không, mình nghĩ là trong matchup lần này Zack sẽ thắng. Yeah, the golden made it Asian game. Yeah, the golden hawk. Yeah, that's right. Oh, fireball, yeah. Okay, I think Zack will win. I see, ra rồi. Sẽ có một hit của Hawk nhưng mà không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm. Vì BenZer sử dụng rất nhiều Ely trong tâm rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là Zack sẽ cycle fireball và tấn công bên trái. Lệch rồi. Hawk sẽ tấn công ngay bên phải luôn, hoặc là fireball cycle thôi. Chỉ cần play fireball cycle thôi, hợp lý. Không cần phải để Hawk nữa. Muscatee sẽ biến bên trái. IC đâu nhảy lên. Đúng rồi, rất hợp lý. Hawk sẽ không có một đập. Rất chuẩn, bây giờ sẽ là fireball cycle. Earth square. Fireball cycle. 많은 사용되는 대기 되었느냐? 이 다 잭슨 때문이 그죠 사실. 근데 더 그 말이 정확합니다. Và Bass rất nhanh vì vậy là BenZer sẽ không thể combo được, không thể đẩy Hawk luôn được. Và bây giờ sẽ thủ. Zack sẽ chắc chắn sẽ win. Trong cái bài này mình nghĩ Bass Zack chắc chắn là win. Còn Bass đừng chết, đừng có mất chết. Mất chết rồi. Nguy hiểm quá. Sao đặt vừa Hawk lại còn vừa Muscatee ở chỗ này. Mình nghĩ là Hawk Muscatee ở bên kia sẽ hợp lý hơn, đối diện tạo thành một tam giác. Một tam giác khóa chặt. Bây giờ là Fireball Cycle. Chris moment. Đấy, các bạn có thấy là tạo ra một cái tam giác như thế này thì Earthquake sẽ không tắt bộ. No. Ok, bây giờ sẽ là Fireball Cycle. I need Fireball Cycle and lock please. Fireball Cycle, lock please. Let's go. Fireball Cycle and lock, come on. What the way? No way. Fireball! No! Why? Golem. Mình không... Golem. Không, mình thấy Zack luyện tập rất nhiều đấy Golem. Và mình nghĩ chơi Golem rồi. Mà mình chưa bao giờ thấy Zack chơi đấy Great Zap. Đây là Great, mình nghĩ là Great Zap đây rồi. Queen đâu đâu Miner đâu. Be red. Miner control. Đâu Miner control. Lava lùn ban rồi, lava ban rồi. Miner control rồi. Miner control này thủ deck rồi landing như thế nào đây? Có văn khi Miner control be red deck. Be red deck. 오히려 아까 전보다 훨씬 더 광고를 맡기는 수월해집니다. 네. 네, 그 점은 또 덱서즈가
Có tông stone thì không có inferno rồi, mình có tông stone thì không có inferno. No. The last guy rockets. Rock mega and rockets, mega and rockets, mega and rockets. Mega and rockets. Yeah, that's right. Mà có một hit của Mega kìa. Minor poison rocket. Cái deck này thì Anaban nó từng đánh rồi. Deck này rất thực ra là rất mình phải nói là nó cực kỳ dày. Minor control rocket. Tornado á? Mình không nghĩ là Tornado đâu. Mình không nghĩ là Tornado đâu. Mình không nghĩ là Tornado đâu. Mình không nghĩ là Tornado. Càng cần phải đẩy cao hơn. Lightning được rồi. Tornado có không? Không phải là cái Tornado. À, có Tornado luôn. Thấy trong máy của Jack. À, thấy rồi. Rồi. Tornado. Sorry anh em. Tornado. Mình không để ý về cái phần tay của camera ở phần tay ở kia. Mình để ý mỗi cái phần chơi game thôi. Này nở bên kia. Thực sự là trong cái bài này Jack phải thủ chứ không thể Jack công được. Jack phải đợi rất nhiều Eli đều có thể công. Vì nếu một mình thả một con Miner ở phía bên kia cộng với con Monkey thì nó là một cái điều hợp lý một chút nào. Con Monkey nó chỉ là để thủ thôi, không thể công được. Miner thì ở trong cái bài này rất nhiều con có thể counter được Miner. Một mình Miner lên thì không rỉa được bao nhiêu. Và nếu mà cứ như vậy thủ như thế nào đây, trong cái turn tiếp theo thủ như nào đây. Jack đang, đây không phải là Jack. Deck của Jack đánh hay, mình không nghĩ là một Jack đấy. Bây giờ họ sẽ lightning. Và mình nghĩ là sẽ lightning luôn cả hai con thủ luôn, chứ không phải là lightning màu ở Tombstone làm cái gì. Monkey đẩy lên tạo hướng. Lightning. Tornado. Ok. Và bây giờ thì thủ như nào đây? Royale dây lần thứ hai rồi. Anh sẽ thủ như nào đây? I see. Sẽ có một cái lock. Không được rồi. Phải lock trước. Rồi xong. Danny, hello, happy to see Jack Lay. Yo, thank you Danny. Ok. Thực sự đấy, bọn nói là một người mà đánh rất hay ở một deck thì khi mà vào các giải đấu thì anh sẽ rất khó để đánh. Rất đen. Ok, Remax, let's go. Maybe it's last game. Last game, đừng có remark nữa. À, nếu mà remark trận này nữa thì mình chỉ nghĩ là tính máu và remark nữa. Không, có một cái điều mình phân vân thế này là trận trước là nó bị mất kết nối thì đánh lại, chứ không phải là hòa. Nó sẽ không tính hòa. Nên mình phân vân là đều có phải nếu mà hòa tiếp thì sẽ bánh tiếp hay không. Golem, Emota. Thực sự mà ở trong cái bài này mà khó ăn rồi, sẽ có một Firebomb và một cái con sẽ giết con này cũng rất sớm. Ở trong cái bài này sẽ giết con này cũng rất sớm. Dark Goblin có luôn. Cái lock vừa ra rồi. Con này cũng sẽ nằm xuống rồi, một pha thủ rất đơn giản, rất đủ. Rồi, Kendo Messi mất sắp rồi. Miner. Một hit của Peace. Cầu. Mày thế. Thủ đất cả hơi, thủ đất cả Việt Nam. Khi nào có tin Việt Nam sau 10 phút nữa. Anh em nhớ xe link vào group đi. Lại lag tiếp.
Đừng lag. Samsung. Chơi mấy cái giải này mình thấy ở bên China họ chơi bằng một, họ chơi bằng iPad cơ. Chơi iPad sẽ rất là hay, nó sẽ thao tác rất tốt. Những người mà bị hay bị ra mồ hôi tay và run run như thế này thì cần một chiếc iPad to hơn để có thể xử lý tốt hơn, sẽ là hợp lý hơn. Ok, và quay trở lại với trận đấu thì bên kia sẽ là Lightning. Nếu mà Kento Messi sẽ có một con baby, có con rồng baby thì sẽ có thể là ăn tất tay trong tên này. Thì bên kia sẽ không có Fireball. Nhưng mà thả con Lightwick mà sau đít con Golem thì nó là một cái lỗi cơ bản của Kento Messi. Pro thường thả là sẽ là cách khoảng 4-3 ô để có khả năng được. Có rồng baby. Có rồng baby. Tại sao không thả rồng baby? Bên kia làm gì có nói đâu. Có cả Tornado, tại sao không cao được Mota? Đánh như thế này thì liệu có thủ được không? Đánh ở phía bên trái đi, thủ về phía bên phải đi. Đừng để con Dark Goblin nó thọc vào đít. Đừng để con Dark Goblin nó thọc vào đít, nó chạy. Một cái lock rồi, hay quá. Con Green nó lại chọc vào con. Phải nói là game mang lại cho mình hôm nay rất nhiều cảm xúc. Con rồng gắt vào trụ rồi, nhưng mà liệu như đang này có đủ không? Đủ không để đến một Lightning. Bên kia họ lại không có một cái lock đâu. Rồi, thủ rất tốt, bên kia đã không spell nữa. Phải xem là BenZer sẽ xử lý như thế nào đây. Các bạn lưu ý là khi mà dùng combo Nightwish cộng với lại Golem thì mà bên kia họ không có spell thì đừng thả con Nightwish sau đít con Golem luôn, mà phải cách 3 ô. Ít nhất là 3 ô để có thời gian nó đẻ và không bị Mota nó bắn. Công Miner bên kia rồi. Đừng chạy ngược con Looper, đừng chạy ngược. Con Looper mà chạy ngược là sấp, con Looper chạy ngược là sấp. Vì con Dark Goblin nó sẽ bắn vào trụ. Lightning dùng rồi. Golem vào trụ được không? Không vào được. Rồng bên kia rồi, tất tay đi, mọi ông ăn tất. Còn Dark Goblin vẫn giảm tốt nhiệm vụ của mình. Và bây giờ là Miner và Dark Goblin. Con này quyết cảnh cũng ngược lại. Con này quyết cảnh cũng ngược lại và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Thôi xong rồi. 254 máu sẽ có một cycle và Dark Goblin một lock. Thôi xong. Ui. Oh my god. No miss spell. Ok, good game. Nói chung là một trận đấu thì nó quá cân. Một trận đấu quá hay, bên nào cũng có lỗi. Nhưng mà bên của